언니, 쇼핑 가고 싶어요? Chị có muốn đi mua sắm không? 난 신발이랑 옷 사고 싶어요. Em muốn mua giày và quần áo. 응, 나도 신발 한 켤레 살 필요가 있어. Có, chị cũng cần mua một đôi giày. 그럼 가요. Vậy chúng ta đi nhé. 언니, 어느 백화점에 가고 싶어요? Chị muốn đi trung tâm thương mại nào? 여기 근처에 ABC 백화점이 있어. Gần đây có trung tâm thương mại ABC. ABC 백화점으로 가자. Đi trung tâm thương mại ABC nhé. 우리 거기까지 걸어가도 돼. Chúng ta có thể đi bộ đến đó. 버스 탈 필요 없어. Không cần đi xe buýt. 좋아요. 저도 거기 가고 싶었어요. Được, em cũng muốn đến đó. Chị có muốn đi mua sắm không? Em muốn mua giày và quần áo. Có, chị cũng cần mua một đôi giày. Vậy chúng ta đi nhé. Chị muốn đi trung tâm thương mại nào? Gần đây có trung tâm thương mại ABC. Đi trung tâm thương mại ABC nhé. Chúng ta có thể đi bộ đến đó. Không cần đi xe buýt. Được, em cũng muốn đến đó. 나 너한테 할 말이 있어. Anh có chuyện muốn nói với em. 우리 만날 수 있을까? Chúng ta có thể gặp nhau không? 나 오늘 바빠. Hôm nay em bận rồi. 그래? Vậy sao? 그럼 내일은? Nếu vậy thì ngày mai. 내일 만날 수 있어? Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không? 내일도 바빠. Ngày mai em cũng bận rồi. 모레도 그래. Ngày kia cũng thế.
이번 주는 오빠 못 만나. Tuần này không thể gặp anh được. 귀찮게 좀 하지 마. Đừng lẽo đẽo làm phiền em nữa. 안 거 추엣 못 나이 브이 엠 줌 따 거 테 갑 냐우 홈 홈 나이 엠 번 조이 웨이 사우 네우 웨이 티 ngày mai 춤 따 거 테 갑 냐우 홈 ngày mai 엠 쿵 번 조이 ngày kia 쿵 테 Tuần này không thể gặp anh được. Đừng lẽo đẽo làm phiền em nữa.